Thế là tăng thì ai diệm chắn và ngồi dành cho ông Nguyễn Anh Khoa. Anh Khoa đang dẫn bóng và anh Hưng đã lấy lại, không vào. Anh Khoa đã lướt qua anh Hưng và đang đi về phía khung thành, không vào. Anh Hưng đang dẫn bóng và sút xa, không vào. Một phút đã trôi qua. Chưa hai đâu. Và anh Khoa đã giành được bóng. Sút xa. Mình không vào. Chưa. Bạn Khang đang nằm gáy khò khò.